Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, đã bao giờ các bác được nhìn thấy những bộ micro BBS mà nó còn đẹp, còn sạch, còn tinh tươm như thế này? Đấy, một dòng micro rất đáng để tất cả các bác chúng ta chơi trong phân khúc gia đình, đi làm show, đi làm sự kiện cũng rất là ok. Và bản này của nó thì em cũng nói luôn là một trong những cái bản cực kỳ hiếm có tại thị trường Việt Nam các bác nhá. Con này của nó là con K3 số 6 GS. Thì đối với cái bản U, đấy, đối với những cái bản đời thấp thì các bác cũng đã biết rồi. Và những bản này thì mặt mũi của nó còn khá là sạch đẹp. Anh em thợ mới vệ sinh qua bụi bặm và trước khi gửi đi cho tất cả các bác thì bao giờ cũng đánh chùi vệ sinh những cái nút băng keo này các bác nhìn này. Đây là những nút băng keo người ta dán nhá, dán để đánh số phòng. Thì em cũng chưa vệ sinh được kỹ cho lắm. Và những dòng này của nó là bản thế hệ đời cao, có chế độ GS và có hẳn cả chế độ tiết kiệm pin, tự ngắt sau 3 giây. Và với con này của nó là đầu thu là dòng quắc đỏ các bác nhá. Đầu thu quắc đỏ nó có một chữ BBS ở trên này. Và nó có cả báo pin, hiển thị decibel. Đấy, và tất cả những tính năng hiện đại thì bộ micro này trên này đều có hết các bác nhá. Và khi các bác ấn nút set, bác giữ 3 giây và ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ ra một cái phần đó là tăng giảm cái độ nhạy ở trên bộ micro. Và nó giúp cho bộ micro này nó hoạt động rất là hoàn hảo và tăng giảm độ nhạy, hỗ trợ chống hú, chống rít rất là tốt. Nhìn chung những bộ micro như thế này nó còn rất là đẹp và giá thành thì bao giờ cũng để cho các bác với mức giá cực kỳ hợp lý. Con này của nó là con K666GS các bác nhá. Và đây chính là cái tay micro của nó, tất cả các bác chúng ta có thể nhìn qua được không ạ? Đấy, tay chân thì trong quá trình sử dụng có thể là nó bị bạc màu, có thể nó bị xước sát một đôi chút. Anh em thợ cũng đã phủ thêm một lớp nano, tức là tuốt tát lại làm sao để một bộ micro đưa đến tay người tiêu dùng nó đã đẹp được như thế này rồi các bác ạ. Thật sự rất là đẹp. Và dòng này thì tất cả nó đều sử dụng cái dòng côn neo bạc. Đấy, côn neo 2 cấp bạc, 5 châm từ hiếm trắng. Và với con này thì tất cả ruột gan của nó thì còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Ruột gan còn rất là đẹp. Với bộ micro này thì các bác cũng sẽ áp dụng cho việc đi lắp phòng hát hoặc là các bác sử dụng trong phân khúc gia đình. Rất là ok, đặc biệt là anh em đi làm đám cưới, tiệc tùng, hiếu hỉ. Các bác có thể áp dụng cho mọi phương diện bởi vì dòng này nó sẽ ổn định sóng cho tất cả các bác ở cái khoảng cách tầm khoảng từ 50 cho đến 100m tùy theo không gian. Ở những không gian chật hẹp thì các bác sử dụng khoảng 3, 4, 50 mét là ok các bác nhá. Còn những không gian rộng thoáng thì có thể áp dụng cho các bác tầm khoảng 50 cho đến 100 mét. Vì vậy, một bộ micro, một thương hiệu đến từ đất nước Đức nhưng mang lại cho các bác một cảm giác thật sự là sang trọng. Và bộ micro này nó là thế hệ bản cao cấp đời cao rồi các bác ạ. Và đây em sẽ cho các bác xem qua về chiếc đầu thu của nó để cho các bác cảm nhận. Và sau đó em sẽ test tiếng báo giá và anh em sẽ tặng thêm pin cho các bác. Đây các bác nhìn này. Hàng này của nó là hoàn toàn là chưa vệ sinh, đấy, chưa lau chùi. Đấy các bác nhìn nhá, chưa vệ sinh, chưa lau chùi. Nhìn chung là kể cả từ thân vỏ và những cái chỗ này là những nốt băng keo người ta dán để người ta vắt xuống cái chiếc áp này. Người ta che lại để tránh tình trạng nhiều người ta vặn linh tinh. Và khi gửi đi cho các bác là nhân viên bên em sẽ đánh chùi vệ sinh là rất là sạch sẽ luôn. Đó nhá. Con này của nó còn là con K666GS. Và cho các bác xem qua về nội thất ruột gan của con này thì anh em không cần phải bàn cãi về dòng BBS này rồi. Bởi vì nó là một trong những phân khúc gọi là ruột của cực kỳ là khủng khiếp. Đấy, hai hộp sóng lớn và với con này thì nó sẽ sử dụng những con chip DSB giải mã âm thanh và những con IC4558. Nó giúp cho bộ micro này giải phóng về cái chất âm đấy, cũng như là xử lý về cái đường sóng rất là ổn định và rất là ok. Và với con này thì các bác yên tâm rằng là ruột gan cam kết cho các bác là 100% là đổ xịn. Và ở khu vực phía sau đây, đối với con này thì nó sẽ có 3 rắc 6 ly các bác nhá. 3 rắc 6 ly, một rắc ở giữa là cắm rắc AB, còn hai bên các bác tách riêng mic. Và dòng này nó sử dụng cái dòng anten của nó là anten liền. Trong quá trình mà các bác đi làm show làm sự kiện thì các bác kéo cái anten này lên, đúng không? Thì sóng của nó bắt rất là xa. Còn trong phân khúc gia đình thì các bác cứ để nguyên như thế này cho em, không cần phải kéo lên làm gì cả. Để như thế này nó rất là gọn gàng, rất là đẹp. Và với con này thì anh em nhìn kỹ nhá. Đấy, nhìn kỹ rồi các bác hãng mua. Dòng này của nó là thế hệ đời quắc đỏ. Này, và tay chân của nó thì anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp, rất là tinh tươm rồi, đúng không? Và bây giờ thì em sẽ test tiếng báo giá luôn cho tất cả các bác để chúng ta cảm nhận thấy là cái chất âm của nó có hay hay không. Đây, các bác nghe thử nhá. Nói đến BBS đời cao thì các bác đã biết rồi. Dòng này của nó là dòng chạy côn neo. Đấy, chính vì vậy mà cái chất âm của nó ra rất là chi tiết và đặc biệt là nó nhẹ, nó bay, giúp cho tất cả các bác là những người hát yếu thiếu hơi, đặc biệt là tất cả chị em phụ nữ hát dòng này, nó sẽ tôn cái giọng hát của các bác lên và nó giúp cho tất cả anh em là những người hát yếu, nó sẽ đẩy những cái nốt cao lên nghe rất là sướng.
Em alo số 2 thể hiện cho cái đại trung nhá. Số 6 sẽ thể hiện cho cái đại chép và số 7 sẽ thể hiện cho cái đại bát, đúng không? 1 2 2 số 2 có nhá, thể hiện đại trung nhá, số 6 này. 6 6 6 7 7 7 đấy, đủ 3 giải luôn các bác ạ, đủ 3 giải luôn. Cái bàn tay chân của nó thì còn khá là sạch đẹp. Và đây các bác nhìn này, đây là một bộ micro mà em đang bật sẵn, đúng không? Tay mic em đang bật sẵn đây. Đấy các bác nhìn này, đúng không? Đập phá thoải mái, nhưng mà ở trước một cái hệ thống âm thanh như này nó cũng khá là ok. Đấy các bác nghe thấy nhá. 6 7 1 2 1 2 6 7 alo. Đây các bác nhá. Tất cả các bác ai mà những người mà đã từng chơi VVS rồi thì các bác yên tâm là với con này thì em cũng để cho các bác với giá cực kỳ là tốt. Đấy, một con mã cực kỳ là hiếm có. Bản này của nó là đa phần là xuất đi thị trường châu Âu và sử dụng tại thị trường nội địa của Đài Loan và của Trung Quốc các bác nhá. Đấy, trước đây là nó có những bản U666GS, nhưng bản này có là bản K cao cấp hơn bản U rất là nhiều các bác ạ. Cao cấp hơn rất nhiều. Và bản U666GS là bản quắc xanh. Đấy, còn con này của nó bản đầu quắc đỏ. Quắc đỏ là bản cao cấp hơn, bản trên tiền, bản trên đời. Và tất cả những con này thì bác yên tâm rằng là màn hình của nó rất là nét, có chữ BBS trên này này. Bởi vì nó bị ngược sáng các bác nhá, nên là các bác nhìn nó hơi khó, nhưng mà khi em che lại các bác nhìn thấy không? Rất rõ nét, đấy, cực kỳ là chuẩn chỉ. Và với bộ micro này, em chỉ để cho các bác với mức giá là 1.700.000 các bác ạ, 1.700.000 đồng, và em tặng thêm cho các bác đấy, một bộ pin sạc nữa. Thì với mức giá này thì các bác cứ cân đối thật sự là kỹ, bởi vì với mức này mà em còn tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc. Đấy, bản quắc đỏ thế hệ đòi cao với mức giá chỉ có 1.700.000 đồng thì ai cũng có thể mua được, chứ không riêng gì tất cả anh em là những người giàu có hay là những người nghèo khó đấy, khó khăn thì chúng ta ai cũng chơi được. Thay vì chơi những bộ mic nhái, những bộ mic chợ, những bộ mic rẻ tiền thì các bác cứ lấy cho em bộ này. Đấy, ruột gan rất mới, bản GS có tự ngắt sau 3 giây, tay chân thì khá là sạch đẹp thôi. Em vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng hỗ trợ trọn đời. Và tất cả anh em ai là những người xem bộ micro này các bác cảm thấy kết, cảm thấy ưng ý thì các bác có thể gọi điện qua số điện thoại này để giúp em Hiền. 0936118558 là số điện thoại của nhân viên bên em các bác nhá. Ngoài ra thì còn có một cái số điện thoại hotline hỗ trợ là 0923993993. Tất cả các bác ai mà gọi số này không được thì các bác gọi sang số kia cho em, hoặc là có thể gọi qua số điện thoại này là số cầm tay của Cao Hiền. Còn nếu các bác chốt đơn thì các bác cứ gọi qua số điện thoại này giúp em. Đấy, Zalo cũng là số này luôn. Đấy, các bác nhìn lại tay chân đầu thu một lần nữa nhá. Và các bác cảm thấy ưng ý, cảm thấy ok, các bác ủng hộ Cao Hiền một bộ. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác. Chúc cho anh em ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống của mình. Xin chào.